Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Lăng Kinh Luân sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa thứ ba, tuần thứ 30 thường niên. Và giờ đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống với cái gì đây? Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe lời Chúa. Hôm nay lời Chúa cho chúng ta thấy về nước Chúa. Nước Thiên Chúa được ví như giống như hạt cải. Và nước Thiên Chúa được so sánh như là nắm men vùi vào ba thúng bột. Thật ra hạt cải và những nắm men là những cái thứ rất là thông thường, nhiều người cho chúng ta biết rất là rành. Nhưng mà hôm nay để cho chúng ta hiểu được nước Thiên Chúa hiểu như thế nào, đây cũng là một cái chủ đề con muốn chia sẻ ngày hôm nay. Bởi vì nếu chúng ta cũng chỉ nghĩ đến hạt cải, chỉ nghĩ đến năm men, thì chúng ta cũng không thể hiểu được cái lời Chúa hôm nay muốn nói gì cho chúng ta. Thì thật ra thì chúng ta thấy cái hạt cải là một cái hạt nhỏ nhoi, nhưng mà nó lại làm ảnh hưởng đến chim trời đến làm tổ được. Chúng ta thấy một cái sự rất là phi thường. Hay một cái nắm men nhỏ nhoi lại làm vùi vào ba trứng bột, làm bột dậy men. Thì một cái thứ nhỏ nho như thế mà là có cái sức ảnh hưởng vô cùng đến như thế. Thì hôm nay thì chúng ta hiểu được thì chúng ta cũng phải thấy và phải so sánh cái gì, nước Thiên Chúa giống với cái gì. Thế thì hôm nay chúng ta phải thấy được chúng ta đang sống ở trong nước Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta có khi giống như hạt cải, giống như một nắm men. Và để làm cái sức ấy nó ảnh hưởng đến những người khác thì chúng ta nhìn vào cái đời sống của mình. Khi cái đời sống Kitô hữu rất quan trọng. Nếu chúng ta có một cái đời sống Kitô hữu tốt thì chúng ta cũng sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, có thể đem niềm vui, đem bình an, đem hạnh phúc. Thì để như thế, để chúng ta thấy rằng rõ ràng chúng ta cũng có thể đời sống Kitô hữu chúng ta có thể được ví như hạt cải, được ví như nắm men. Thì có thể chúng ta hiểu như thế thì nó hữu dụng hơn, và ai cũng hiểu cả, và ai cũng cần phải sống cái đời sống Kitô hữu thật phải tốt. Hay rõ ràng chúng ta đang sống ở trong nước Thiên Chúa thì làm sao chúng ta làm trổ xin hoa trái bằng cách trong cái đời sống Kitô hữu của chúng ta. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.